Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Quay, 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 quay. Hên anh không nắm là anh té xuống đây luôn rồi. Nổi da gà, vẫn còn nổi da gà. Clip nãy giờ á, mình cũng có nói và mình nhắc lại là tạo điều kiện cho mình để quay những cái thước phim nó gần gũi hơn, hấp dẫn hơn. Khi không có trong cái gói dịch vụ của sở thú ha, và nó vẫn là động vật hoang dã, nó sẽ có những cái phần nguy hiểm. Được sự hỗ trợ đó và được sự hướng dẫn của anh Sang, hiểu tính, hiểu nết, anh hiểu những cái mối nguy hiểm, anh biết được những cái giới hạn nó tới đâu, thì anh đang dẫn dắt cho mình đi vô để mình quay cho các bạn coi. Càng tới gần thì thấy các bạn nó càng bự ha các bạn. Đúng là ước mơ thành sự thật luôn. Em đi theo dấu chân của anh nè. Phơi. Càng lại gần nó càng to các bạn. Ok, bây giờ mình đi qua khu vực chuồng tê giác nha các bạn. Đây là cửa lớn của tê giác. Đây, ở đây có ba bốn bạn tê giác ha, là hai cặp, hai đực hai cái đó. Ước mơ thành sự thật ha. Ok, trong suốt clip nãy giờ mình cũng có nói và mình nhắc lại là cái này là chủ của vườn thú tạo điều kiện cho mình để quay những cái thước phim nó gần gũi hơn, chân thật hơn ha, hấp dẫn hơn, để gửi đến các bạn khán giả mà không có điều kiện đi chơi hoặc là muốn tham quan trước qua hình ảnh ở nhà. Cho nên là đây không có trong cái gói dịch vụ của sở thú ha, của Mỹ Quỳnh Safari, tại vì nó cũng nói chung là nó vẫn là động vật hoang dã, nó sẽ có những cái phần nguy hiểm. Cho nên là nay mình đi chơi á, được sự hỗ trợ đó và được sự hướng dẫn của anh Sang là chuyên gia chăm sóc động vật ở đây. Anh hiểu tính, hiểu nết, anh hiểu những cái mối nguy hiểm, anh biết được những cái giới hạn nó tới đâu, thì anh đang dẫn dắt cho mình đi vô để mình quay cho các bạn coi. Cho nên các bạn có đi chơi á, thì cũng đừng có gọi là mạo hiểm. Đôi khi mình nghịch quá thì mình sẽ gây nguy hiểm cho mình, thì đó là cái điều không nên ha. Tại vì dù sao đây vẫn là động vật hoang dã. Đó, mình đang tiến gần đến các bạn tê giác. Càng tới gần thì thấy các bạn nó càng bự ha các bạn. Đúng là ước mơ thành sự thật luôn. Em có rung không em? Em cầm máy em có rung không? Đi đường khô, đường nào khô. Đó, bước là nó khô đó. Khô bước. Em đi theo dấu chân của anh nè. Em đi theo dấu chân của người đi trước à. À, bước đi là được. Phơi. 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 Ê, ăn đi con. Con nói, ê, phơi. Phơi. Ủa, cái tài xế kia đâu rồi không? Ông bảo em ngoài của. Này con. Ôi ơi. Nó to vật vã luôn các bạn. Thì tới gần á. Ra không có được. Đang dắt đoàn đi trong chuyện. Qua những cái hình ảnh mà chụp sắc nét á, là mình thấy trên cái da của con tê giác nó có những cái nếp nhăn, những cái vân đồ này nọ đó. Thì hôm nay tới gần mới thấy trực tiếp được nè. Nghiêng cậy. Trời, đang dắt đi chụp hình cái phim gì tùm lum la nào ơi, ra không có được đâu. Đó, cho các bé nó ăn chuối ha. Thì nó mới đầu nó còn ngại ngùng, bắt đầu nó lại nè, lại ăn rồi nè. Đơn giản, từ, cứ từ. Cứ từ từ thôi, đừng có gấp. Quay. Thôi rồi. Ok. Alo. Ờ, mình chạy ra cái cửa xong đi ở ngoài trước rồi coi cái đẩy cái cửa vô cái lần. Ăn đi con. Ôi. Cửa xong đi thì sao nó không vô kìa, mình ra mình coi cái đi. Mắt của tê giác có lông mi nha các bạn. Có lông mi nha. Phải. Có lông mi á. À, bạn này đang ra coi giùm cái.
Bạn này có vẻ phấn khích quá, đang muốn đi vô, bị anh Sang anh la chạy ra nè. Trời ơi, nó bự quá, nó bự khủng khiếp. Nó bự quá các bạn. Mình đang đứng rất là gần luôn ha. Con này là mẹ của con này. À, con này là mẹ con này. Con này. Ôi ôi. À, tuổi thọ tụi này bao nhiêu lâu ta? Không biết cái đó, không biết. Để về cái này Google. Alo. Mình đang đứng rất là gần bạn, một bạn tê giác luôn. À, khoảng cách khoảng chừng 60 cm thôi. Ra chỗ, đứng rất là gần luôn. Là sao nó đóng cửa không được, mình ra ngoài coi cái ta đang ấy trong đây không có ra được. Mắt của tê giác có lông mi các bạn ha. Ôi mình vừa chạm được cái sừng á. Ờ bé này khá là ngoan á. Coi nào nó hất lên không ta, cái sừng nhỏ. Có. Đừng lần nó chạy tới luôn á. Đó chứ đụng rồi sơ sơ đó được rồi. Sơ sơ ha. À. Ok. Phi. Chết mẹ Phi. Ủa bạn này là mẹ mà sao cái sừng của kia nó nhỏ hơn cái sừng này ta? Này của con của nó. Con. Này là nó cũng 3-4 năm rồi. 3-4 năm. Ủa 3-4 năm mà bự lên như đấy hả? Ủa vậy cũng mau lớn quá chứ. Mắt có lông mi nha các bạn. Đó nhìn coi mắt có lông mi kìa. Mẹ con nói là đi chung. Hai con này nó đi nghịch với nhau đó mà. Dạ. Rồi ăn cỏ, ăn chuối đồ nè. Này là cám, cỏ, chuối, bí. Đồ bỏ dồn vô đây hết. À bỏ đồ vô xay á hả? Ờ một ngày nó cỡ là coi như cũng 60-70 kg cỏ gì đó. 60-70 kg cỏ hả? Một buổi sáng 30-40, buổi chiều 30-40. Đang rất là gần. Rồi chưa tính gì bí. Bính, bí, chuối. Ôi, đã các bạn. Đi ra. Anh cũng hồi hộp đó. Nhưng mà nó sướng. Phi. Rồi, ngoan. Phi. Tuyệt vời luôn quá. Tuyệt vời luôn á. Giống như mình thú cũng vậy mà mình rờ hoài nó như khách dạng. Đi. Mày ra chưa? Ra chưa? Mày ra chưa? Ra chưa? Đi. Mày đi chưa? Mày đi chưa? Đi ra. Ra. Thấy vậy chứ ngoan. Nó biết đứa biết ai là người cho nó ăn nên nó biết nghe lời ghê á. Ôi nhìn quay vô cái chân nó kìa. Ui cái chân nó bự. Thấy không? Thương. Phi. Bạn này có vẻ thân với mình rồi. Thân với mình rồi. Ngoan. Ôi ôi cái đầu á, từ đây xuống đây chắc cỡ cả mét á. Cả mét á các bạn. Cái phần đầu á, cái phần xương sọ nó từ đây tới đây nè. Cả mét á, tới cái miệng đó đó. Mình sợ cái này nó hất ngược lên cái này nó dính mình cái là mình mệt á, no. Nhưng mà bé này khá là ngoan á, khá là hiền á. Tôi sợ là hai này vô là nó dí nó quýt rồi. Hai này vô dí hai mẹ con này hả? Hai mẹ con dí hai này. À. Ghét. Ghét hả? Ăn nó dành ăn, hai con này dành ăn hết rồi hai này mới vô ăn. Ước mơ thành sự thật rồi các bạn, thiệt phải nói là rất là gần luôn. Ơi. Bậy á, hên anh không nắm là anh té xuống đây luôn rồi. Té xuống cái đóng phân này luôn rồi. Chết luôn Phi. Dễ thương mà. Phi. Thương mà. Cái miệng nó cũng phải cỡ này. Cái miệng nó cỡ này nè. Phải 45 cm. Từ cái chén mà nó tới cái miệng chắc cũng phải cả mét đó các bạn. Hơn 1 mét á. Bậy á. Giỡn chơi hoài. Nói chứ vẫn phải đề phòng các bạn thấy không? Vẫn phải đề phòng. Cái gì mình cũng phải thủ trước. Phải thủ trước. Hồi nãy nó ủi tên cái hơi là mình nắm cái sừng đó mình níu lại được á chứ mình không nắm là mình bị nó ủi cái xuống đây là mình no luôn rồi. Vô rồi anh ơi em vô. Hello mẹ. Có bị sao hả? Cái này mà nó bấm qua ra quá kẹt cái gì. Tụi mày hướng dẫn cái nhà em mà chưa hết mà bay hết rồi. Trời ơi, đồ mà nó kêu tôi đi hướng dẫn này nữa, tùm lum ông nội. Nhiều xô quá. Ai biết ông Quạnh kêu ai biết. Này nhìn cái miệng nó có những cái nếp nhăn rất là độc đáo ha. Cái da nó đó. Đó, coi ở dưới kìa. Nó như một cái bộ áo giáp vậy đó. Rất là dày luôn. Thở phì phò. Phê. Cái này chắc cũng phải 400-500 kg không nè, nửa tấn. Trời ơi, nó 4 tấn mấy á. 4 tấn mấy hả? Ờ, cái gì là 400-500 kg. Ghê vậy? Trời ơi. Trời, con cọp hồi nãy mình đoán khoảng 300 kg mà con này là 4-5 tấn, tức là 4-5 ngàn kg á các bạn. Ghê vậy? Này là con này, con bự này là 4 tấn mấy, 5 tấn á. Ôi,
bằng một chiếc xe tải á. Ghê. Chiếc xe tải mà chất hàng lên đó nha, chứ không phải chiếc xe tải không đâu nha, chiếc xe tải 5 tấn. Bảy. Bảy. Thôi chắc đi gà đi cho cơm, nó. Cơm ba mày hỏi nó ăn gì mua giùm nó, cơm tự trả đó. Đi gà đi để mấy bạn này bắt cơm đầu tự nó khó đó, chịu rồi. Nó ăn cơm gì mua giùm nó. Rút mấy bạn ơi. Thăm như vậy là quá tuyệt vời rồi, quá vui rồi. Đó, mình trả lại cái không gian cho các bạn đó ăn uống ha, mình đứng vô các bạn nó né qua bên nè. Thôi bye bye nha, anh đi rồi. Rồi giáp rồi ha. Giáp rồi đó anh. Ok. Rồi nó đi theo mình luôn kìa các bạn. Đùa, đùa. Đi theo luôn. Đi đó, đi đường này nè, đường này nè, phải bước lên chứ nhá. Bye bye nha. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Quá đã luôn các bạn. Sướng, nổi da gà, vẫn còn nổi da gà. Trời ơi. Cái cảm giác mà được chạm vô nó nè. Lần đầu tiên chạm nè. Rồi vừa hồi hộp nữa. Tại cũng sợ nó đó, nãy các bạn thấy là nó ủi một cái hơn là mình nắm lại á. Mình không nắm là mình té xuống nguyên cái đống bần luôn rồi. Gặp con kia là đẩy luôn, đẩy tới luôn. Đẩy tới là mệt luôn rồi. Đó, giờ các bạn nó đưa ra nè. Ở đó 4 con mà 2 con đi chung và 2 con kia đi tẻ tẻ. Không, 2 con kia không có đi chung luôn. Trời đã dữ vậy trời. Rồi giáp chứ anh. Giờ còn cái khu vực nào mà gọi là riêng tư không? Hay là full rồi? Cái đó hỏi ông Hoành, tôi không biết đâu. À, chỉ là bình thú thôi. Ví dụ như không thú á. Thú mà có khu vực nào mình giống như mình chưa có cho ra tham quan á. Mình đang dưỡng đồ này nọ riêng tư vậy là. Nói chung là tất cả thú là show ra hết luôn rồi đúng không? Show ra hết rồi. Dạ. Chỉ là hưu là chúng chưa có, nó nhập chưa nhập về được. À, hưu cao cổ là chưa về đúng không? Chưa cao cổ, hưu hà mã cũng chưa về. Hà mã thì không có. Không có. Cổ có. Voi thôi chưa có. Mấy cái đó nó dẫm lắm, không có đủ. Nó dẫm. Ok. Đó đầm sang bữa đại nam nó chết chứ. Dạ. Dẫm người đó này không có. Giờ chỉ có hưu cao cổ mà chưa về tới thôi. Hưu cao cổ. Là nha chỗ nãy đó. Đúng rồi. Cái chỗ nãy là cái chỗ để nuôi hưu cao cổ đó. Dạ. Em có thấy? Ôi lại đứng gần này. Mỹ Quỳnh. Mỹ Quỳnh, Mỹ Quỳnh. Ở đây tất cả con thú đều đặt tên Mỹ Quỳnh hết. À, Quyến Liến hay cái gì? Quyến Liến hay sao? Bữa nay sao anh đi có hai người mấy? Bữa đi ba mà. Bữa đi có bạn gái của em nữa. À. Hôm nay tính cho tính dẫn gia đình lên, mấy đứa nhỏ nó mê lắm. Nhưng mà mình lên mình em quay clip á, hơi lu bu mà đi ngày cuối tuần á thì nó đông quá. Sợ quay nó không ok. Cuối tuần thì sẽ đông nên chọn đi ngày thường để mình quay cho nó hình ảnh nó thoáng, nó đẹp. Ở đây nó bắt đầu học sinh bắt đầu ở miền Tây nó mới đang nó nghỉ học nè. Dạ. Thì có thể cuối tuần em sẽ chở vợ con em lên chơi, lúc đó đi chơi thôi. Còn hôm nay mình đi làm cho nó thoáng. Bữa Vương Phạm nó cũng về nó lên đây này bữa chủ nhật. Ủa đi nó dẫn vợ con nó đi đông lắm. À bữa Vương Phạm có lên đây hả? Có. Ôi. Đông lắm. Ảnh cũng ở cái farm bên đó. Đúng rồi. Cũng hoành tráng. Có lý à. Anh Quyến Liến các bạn thấy không? Hồi nãy anh đứng vô chuồng, bây giờ mình đi ra đây để mà anh đưa tiễn nè. Tình cảm lắm chứ bộ. Để mình đọc hình nền ra chứ không phải. Không biết nó có tình cảm đâu không? Rất là tình cảm ha. Không, mình nói vậy thôi chứ mình thấy là tình cảm qua cái ánh mắt, qua cái hành vi là nó tình cảm á, không có hung hăng. Chứ tụi này mà nó hung hăng, nó tiêu cực, nó làm cũng thấy ghê lắm. Gì là tào lao bữa rồi nè. Đây. Đây con, Mỹ Quỳnh. Mỹ Quỳnh. Hai con đực, hai con cái. Anh thấy không? Ví dụ như là con nào mà nó có lông á, thì mình nói nó, mình thấy cái bộ lông mi của nó bình thường ha, nhưng mà tê giác nó không có lông trên người, nó không có cọng lông nữa hết trơn á. Mà chỉ có mắt có lông mi mới đọc. Mắt có lông mi đàng hoàng nha. Thì cái công dụng của cái lông mi là nó che bụi á, chắc tụi này nó thích tắm bùn, tắm đồ á bạn. Cho nên là nó cản bụi vô mắt rồi á. Lưu, nói đi. Có công năng tích hết. Quá trời đã luôn. Rồi, rất là gần luôn. Để lưng đi.
Giờ mình đi đâu nữa? Tuyệt vời. Giờ ra bờ kia, ra chỗ cũ rồi về chỗ cũ. Ok anh. Rồi ok các bạn. Hôm nay chúng ta có một cái trải nghiệm phải nói là cực kỳ thú vị và gọi là có 102 luôn. Có 102 luôn. Đó là tiến rất là gần tới các bạn thú ha. Được sờ đụng chạm cho ăn những cái bạn rất là gọi là rất là hoang dã, rất là gọi là không có gặp thường xuyên ở bên ngoài được đâu. Đó, tê giác, hổ đồ này nọ các thứ. Rồi, hy vọng là những cái thước phim mà nãy giờ giúp cho các bạn vui. Và cảm ơn, trước mắt là cảm ơn anh Dũng, chủ của Mỹ Quỳnh Safari, đã tạo điều kiện cho mình có được tiếp xúc gần, được vào chuồng các bé, cho các bé ăn, có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Và cảm ơn anh Tú cũng như là anh Sang, bên anh Tú bên quản lý, còn anh Sang là bên chuyên gia chăm sóc động vật, đã có những cái hỗ trợ cho mình để mình vào tương tác với các bạn, cũng như là chia sẻ những cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm chăm sóc của ảnh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, hy vọng mà mọi người nãy giờ xem clip vui ha, có những cái điều thú vị qua xem clip. Rồi mọi người hãy dẫn gia đình mình cũng như các bạn nhỏ tới đây chơi tham quan để các bạn hiểu thêm về thiên nhiên, về môi trường, về cảnh vật xung quanh. Rất là thú vị đúng không? Bye bye. À, đi ra ngoài, anh Thư ra ngoài luôn. Ra đâu? Nhà lá. Chở tôi ra ngoài luôn. Lên. Ok.